Nếu có một đấu trường mà tất cả kết quả của các trận đấu chỉ công nhận trong vòng 10 phút cuối trận hay những phút bù giờ kịch tính, thì hãy trao ngay chiếc cúp vô địch cho Liverpool. Đội bóng này trở thành ông vua ngược dòng của Premier League mùa này. Đội bóng thành phố cảng luôn nổi tiếng là một binh đoàn sở hữu tinh thần bất khuất khi được truyền cảm hứng bởi huấn luyện viên người Đức Jurgen Klopp. Họ mang trong mình DNA vượt khó. Điều đã được khẳng định sau chiến thắng 4-0 trước một Barcelona hùng mạnh tại trận bán kết lượt về Champions League năm 2019. Và từ thời điểm mùa giải khởi tranh cho đến nay, không biết bao nhiêu lần Liverpool đưa những người hâm mộ của họ trở về từ cõi chết trên những chuyến tàu lượn của cảm xúc. Có những sự căng thẳng tột độ và chắc chắn hành trình đó không dành cho những kẻ yếu tim. Nhưng nếu đánh đổi cảm giác có phần hiểm nguy này để có được vị trí số 1 trên bảng xếp hạng nước Anh như hiện tại, thì có lẽ những người thiếu dũng cảm nhất cũng sẽ mỉm cười và sẵn lòng thắt dây an toàn ngồi lên chuyến tàu đó. Trước khi mùa giải chính thức khởi tranh, nếu nhìn vào những con người hiện có của Liverpool, thì chẳng ai tin rằng họ lại mang đến một chặng đường nhiều cảm xúc đến như vậy sau 16 vòng đấu. Đó là những tư binh trẻ tuổi chân ướt chân ráo đặt đến xứ sương mù. Là một Van Dijk đứng trước nhiều áp lực khi bị coi là cầu thủ một mùa, hay sự cô đơn lẻ loi của Salah khi mất đi hai đối tác ăn ý là Firmino và Mane. Thế nhưng, như thể ông trời xe duyên, những chàng trai của Klopp tề tụ về đây. Họ đến từ mọi đất nước, khác nhau từ màu da, tiếng nói. Họ đã quy tụ lại mảnh đất Anfield chí linh nhân kiệt, nơi sản sinh ra những người đàn ông mang sứ mệnh giải cứu đội bóng vào những phút bù giờ. Man United phơi áo trước Bournemouth, Man City và Arsenal đều ngã ngựa trước Aston Villa, Newcastle trắng tay trước Everton. Không phải tự nhiên những ông lớn cạnh tranh cho một vị trí trong top 4 trên bảng xếp hạng đồng loạt ngã ngựa như vậy. Đó chính là hiệu ứng khắc nghiệt của Premier League khi tháng 12 với lịch trình dày đặc luôn là nỗi ám ảnh với bất kỳ đội bóng nào. Liverpool đối đầu Palace cũng là một câu chuyện tương tự. Đội chủ sân Anfield đã có thể cảm nhận trái đắng nếu như những chiến binh áo đỏ không thi đấu quật cường đến những giây phút cuối cùng và may mắn không đứng về phía họ. Liverpool đã thi đấu tương đối ấn tượng ở 4 vòng đấu gần nhất. Bên cạnh trận hòa 1 đều trước Man City, lữ đoàn đỏ bỏ túi trọn vẹn 3 điểm ở các trận gặp Brentford, Fulham và Sheffield. Trong 4 trận đấu này, họ ghi đến 10 bàn thắng và chỉ để lọt lưới 4 bàn. Bước vào trận Palace với tràn đầy niềm tin chiến thắng, nhưng hệ thống phòng ngự với khối đội hình rất thấp của đội chủ nhà đã ru ngủ các cầu thủ Liverpool. Do lịch thi đấu dày đặc vào dịp cuối năm và chấn thương càng quét, Klopp đã thay tới 5 vị trí đá chính so với chiến thắng trước Sheffield cách đây ít ngày. Trung vệ 20 tuổi Jarrell Cansa và tiền vệ Ryan Gravenberch thay cho Joe Matip và Alexis McAllister nghỉ dưỡng thương, trong khi Alisson Becker trở lại sau 3 trận vắng mặt vì trục trặc gân kheo. Darwin Núñez cũng được xếp đá chính để xoay tour cho Cody Gakpo được nghỉ. Đó có thể là lý do cổ máy huyết dịch của Klopp không vận hành được trơn tru. Trong hiệp đấu đầu tiên, trung bình Liverpool cầm bóng lên tới 80%. Tuy nhiên, điều đáng chú ý là họ lại không có quá nhiều tình huống thực sự nguy hiểm. Liverpool cứ như thế lạc vào một mê cung miên man mà không tìm thấy lối ra. Phải đến khi trận đấu xảy ra bước ngoặt thì những cầu thủ của Klopp mới bừng tỉnh và phất cờ khởi nghĩa. Khi những điều chỉnh nhân sự trong hiệp đấu thứ hai của Klopp còn chưa kịp phát huy tác dụng thì họ đã phải nhận một gáo nước lạnh vào phút 57. VAR đã can thiệp tình huống cho Palace được hưởng quả phạt đền sau khi xác định Kwasa phạm lỗi với tiền đạo vào sân thay người Mateta. Đích thân Mateta đánh lừa Alisson Becker đưa bóng vào lưới khi đối mặt ở chấm 11m. Các cổ động viên của Palace ăn mừng rất cuồng nhiệt, nhưng có lẽ họ quên mất một điều rằng ghi bàn trước vào lưới Liverpool chưa bao giờ là một lợi thế. Và ngược lại, chỉ khi nào trận đấu thực sự kết thúc sau tiếng còi mãn cuộc của trọng tài thì mới là một chiến thắng. Đó như một chất xúc tác để giúp những vị khách đến từ thành phố cảng đánh thức sức mạnh tiềm ẩn bên trong họ. Dẫn trước Liverpool đến phút 89 vẫn chưa chắc bạn cầm trong tay chiến thắng. Chưa nói đến việc đội bóng của Roy Hodgson còn tận đến 30 phút để bảo toàn tỷ số. Liverpool không thiếu những người hùng và cái tên quen thuộc. Người đàn ông đang dần trở thành một biểu tượng vĩ đại của đội chủ sân Anfield đã kịp lên tiếng. Ánh hào quang tỏa ra từ vua Ai Cập đã mở ra con đường chiến thắng cho bầy phượng hoàng lửa. Trong mùa giải mà Liverpool lên đỉnh Ngoại hạng Anh vào năm 2020, có nhiều trận đấu dù không chơi hay, nhưng họ vẫn biết cách giành trọn vẹn 3 điểm. Bởi họ là những người được chọn và rất có thể The Cop chính là chân mềm thiên tử của mùa này. Bị dẫn bàn, Liverpool càng thêm lúng túng và gặp rất nhiều khó khăn trước một Palace đang hưng phấn. Tuy nhiên, bước ngoặt đến vào phút 75 khi Jordan Ayew phải nhận thẻ vàng thứ hai. Một phút sau, gần như ngay lập tức, Liverpool tận dụng lợi thế để ghi bàn gỡ hòa. Salah tung cú dứt điểm chạm người hậu vệ của Palace bay vào lưới.
Về cá nhân Salah, đây là bàn thắng thứ 200 trong màu áo Liverpool trên mọi đấu trường. Salah là cầu thủ thứ 5 trong lịch sử đội bóng đạt được cột mốc đó. Bàn thắng vào Liverpool cũng là pha lập công thứ 150 của Salah tại ngoại hạng Anh sau 247 trận đấu. Thành tích này giúp anh vươn lên đứng thứ 5 trong danh sách những cầu thủ cần ít số trận nhất để cán mốc 150 bàn sau Alan Shearer, Sergio Aguero, Harry Kane và Thierry Henry. Để tiếp thêm tinh thần sau bàn gỡ một đều, Liverpool càng lúc càng gây áp lực và họ được đền đáp với bàn nâng tỷ số lên 2-1 ở phút bù giờ thứ nhất. Nhận bóng từ Salah, Elliot xử lý một nhịp lên loại Mateta rồi cứu lòng chân trái đẹp mắt từ cự ly khoảng 30m. Theo Opta, Liverpool hiện là đội ghi được nhiều bàn thắng sau phút 90 hơn bất kỳ câu lạc bộ nào trong lịch sử Premier League. Thậm chí Liverpool hoàn toàn không có đối thủ trong thống kê này. Bàn thắng của Elliot là bàn thắng muộn thứ 43 mà Liverpool ghi được trong lịch sử giải đấu kể từ năm 92. Điều này đồng nghĩa Liverpool bỏ cách đội xếp thứ hai trong bảng xếp hạng này là Arsenal đến 9 bàn. 17 trong 43 bàn thắng kể trên, tức 43% đến dưới trụ đạo của Jurgen Klopp. Điều này chứng tỏ Liverpool trong tay Klopp không có khái niệm bỏ cuộc. Đáng chú ý là Liverpool cũng đang có thói quen ghi bàn thắng muộn tại ngoại hạng Anh mùa này. Họ đã có rất nhiều lần làm được điều đó, như chiến thắng 2-1 trước Newcastle, 3-1 trước Wolverhampton, 3-1 trước West Ham, 1-0 trước Luton Town, 1-0 trước Man City, 4-3 trước Fulham và mới nhất là 2-0 trước Sheffield United. Liverpool cũng đang cho thấy sự mạnh mẽ rất đáng chú ý. Cứ mỗi khi bị dẫn bàn, họ lại vùng lên một cách điên cuồng, chiến đấu đến tận phút cuối cùng để giành chiến thắng. Nhưng đó không hoàn toàn là sức mạnh tinh thần hay sự may mắn. Chính những điều chỉnh kịp thời của Klopp luôn giúp cho Lữ đoàn đỏ lật ngược bàn cờ một cách đầy vi diệu. Sự khác biệt đến từ việc Jurgen Klopp thay đổi hệ thống sau khi bị dẫn trước. Trước truyền thông, Klopp chia sẻ về vấn đề này, trích dẫn từ Liverpool Echo. Bạn luôn cần một đội hình để tạo ra sự khác biệt, và bây giờ chúng tôi sở hữu đội hình chất lượng đó. Các cầu thủ đều chơi rất xuất sắc. Điều tồi tệ là chúng tôi mệt mỏi vì phải thi đấu rất nhiều trận. Các cầu thủ đã thay đổi và câu lạc bộ cũng thay đổi hệ thống theo. Cuối cùng, đội bóng chơi với Salah ở lịch sử hàng công và Elliot đá số 10, Gakpo bên phải, Diaz bên trái rồi cắt vào trung lộ. Chúng tôi đã thử rất nhiều cách và cuối cùng nó cũng thành công. Mọi thứ tùy thuộc vào từng đóng góp nhỏ nhặt từ các cá nhân. Đội bóng vì thế mà cũng thi đấu tốt hơn. Liverpool vượt qua Arsenal để hít thở bầu không khí trên đỉnh bảng xếp hạng Premier League. Sau một mùa giải không như ý, có thể khẳng định rằng The Cop đã chính thức trở lại. Liverpool của Klopp đã đưa Man City đến giới hạn với hai chiến thắng ngạt thở trong hồi kết của những mùa giải 2019 và 2022. Điểm số tương ứng của hai cuộc đua này là 97-96, 93-92. Chính Liverpool là đội khiến sự thống trị của Man City bị gián đoạn khi vô địch vào năm 2020. Cuộc đọ sức giữa Man City với đối thủ khó nhằn nhất như chính cách mà Guardiola mô tả về Liverpool đã trở thành trận siêu kinh điển mới của ngoại hạng Anh. Chính Pep Guardiola đã hơn một lần thừa nhận rằng họ luôn e ngại Liverpool, một đội bóng rất lì lợm trong cuộc đua vô địch. Lý do tôi nhận xét Klopp là đối thủ đáng ngại nhất của mình là bởi chúng tôi đã gặp nhau cả ngàn lần. Thứ hai, ông ấy đã thắng tôi rất nhiều và thi tài với Klopp luôn là một thử thách, hết lần này đến lần khác. Với nhiều người, những chiến thắng mạo hiểm như vậy không hề mang đến sự an tâm chút nào. Tuy nhiên, với những Liverpoolian, những cổ động viên yêu thích sự cuồng nhiệt và những trận cầu điên rồ đầy cảm xúc, đó mới thực sự là chân mệnh thiên tử, là DNA đã mang họ đến với đội bóng mình yêu. Klopp biết rằng họ không được chủ quan trước sự sa ngã nhất thời của Man City. Đường dài mới biết ngựa hay. Liverpool vẫn đang tiến từng bước rất vững chắc trên con đường trở lại ngôi vương nước Anh.